Cuộc đua vô địch giải ngoại hạng coi như đã ngã ngũ sau chiến thắng của Manchester City trước Tottenham Hotspur. Bên cạnh đó, việc Real Madrid không gia hạn với Luka Modric hay Cristiano Ronaldo sắp ký mới với Al Nassr cũng sẽ có mặt trong clip hôm nay. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Manchester City thắng dễ Tottenham Hotspur. Trái với những đồn đoán về việc Manchester City sẽ gặp kết quả bất lợi tại sân nhà Tottenham Hotspur, thì thực tế đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Kevin De Bruyne tỏa sáng với đường kiến tạo giúp Erling Haaland lập công. Bên kia chiến tuyến, gà trống không tận dụng được những cơ hội ngon ăn với cú sút rất vô trách nhiệm của Son Heung-min trong thế đối mặt là ví dụ điển hình. Mọi chuyện sau đó an bài khi Erling Haaland lập cú đúp với pha dứt điểm trên chấm 11m thành công. Được biết, thắng lợi 2-0 đêm qua giúp Man City tiến một bước dài đến trước vô địch khi hơn Arsenal 2 điểm khi mà Premier League chỉ còn một vòng. Ở chiều hướng hơi khác một chút thì Tottenham Hotspur cũng đã chính thức hết hy vọng vào được top 4. Người hâm mộ Tottenham ăn mừng sau khi đội nhà thủng lưới. Sự kinh địch với Arsenal khiến các fan của Tottenham Hotspur có hành động lạ trong cuộc đấu với Man City. Cụ thể, sau khi Erling Haaland mở tỷ số, một vài cổ động viên của gà trống lại ôm nhau ăn mừng. Động thái hài hước trên bị truyền thông ghi lại và khiến Arsenal không thể hài lòng. Chắc chắn sau trận thua của thầy trò huấn luyện viên Ange Postecoglou trước Man City đêm qua, mối quan hệ giữa họ và pháo thủ sẽ tiếp tục xấu đi. Cristiano Ronaldo sắp gia hạn cùng với Al Nassr. Cristiano Ronaldo vẫn duy trì đẳng cấp chơi bóng ở mức rất cao ở Al Nassr, vì vậy các bên đang tính toán việc tiếp tục hợp tác đến năm 2026. Đây là kịch bản mà CR7 rất muốn thực hiện, do nó sẽ giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha chuẩn bị tốt hơn cho World Cup. Dẫu vậy, Al Nassr cũng phải cân nhắc việc có ký mới với một tiền đạo đã gần 40 tuổi như là cựu sao Real Madrid hay không. Rafael Varane rời Manchester United. Mùa giải còn chưa kết thúc nhưng Rafael Varane đã tuyên bố việc không gia hạn hợp đồng với Manchester United. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Pháp sẽ chia tay sân Old Trafford sau đây vài tuần. Được biết, trong 3 mùa giải thi đấu ở nhà hát của những giấc mơ, hậu vệ xứ Lục Lăng ra sân hơn 90 trận và cùng với Quỷ Đỏ vô địch cúp liên đoàn mùa trước. Hiện tại, bến đỗ tiếp theo của Rafael Varane chưa được làm rõ và đây sẽ là thông tin cần thời gian giải đáp. Aston Villa muốn tái ngộ Jack Grealish. Vai trò của Jack Grealish tại Manchester City đã không còn lớn như mùa giải trước và cầu thủ người Anh có thể bị đẩy đi vào phiên chợ hè. Tất nhiên, với chuyên môn đã được khẳng định thì tuyển thủ tam sư đang lọt vào tầm ngắm của không ít câu lạc bộ tên tuổi. Nổi bật trong số đó là Aston Villa khi huấn luyện viên Unai Emery muốn nâng tầm đội hình để chuẩn bị cho việc giữ Champions League mùa sau. Thêm một chi tiết cần nhắc đến là Jack Grealish đã sắm vai đội trưởng ở đội chủ sân Villa Park trước khi chuyển đến Manchester City. Vì thế, kịch bản các bên tái ngộ trong phiên chợ hè tới là rất đáng chờ đợi. Real Madrid không gia hạn với Luka Modric. Là đội bóng quy tụ nhiều ngôi sao nhưng Real Madrid cũng nổi tiếng với việc quyết đoán chia tay các công thần khi họ xuống phong độ. Nhận định trên tiếp tục được khẳng định ở mùa hè năm nay khi kèn trắng khả năng cao không gia hạn với tiền vệ Luka Modric. Điều đáng nói là cựu sao Tottenham Hotspur sẵn sàng giảm phần lớn mức đãi ngộ hiện tại để ở lại sân Bernabeu thêm 12 tháng nữa. Tuy nhiên, Real Madrid muốn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ hơn nên đã khước từ đề nghị gia hạn từ ekip của nhân tố 38 tuổi. Theo cập nhật từ truyền thông, Arda Güler sẽ là người thay thế trực tiếp khoảng trống mà Luka Modric để lại. France Football muốn trao quả bóng vàng 2020 cho Robert Lewandowski. Trong một thời gian dài thì giải thưởng quả bóng vàng đã được trao hàng năm để tìm ra cầu thủ xuất sắc nhất làng túc cầu. Thế nhưng sự kiện trên đã bị gián đoạn vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, France Football không muốn bất kỳ ngôi sao nào phải chịu thiệt thòi nên đang muốn trao bù quả bóng vàng 2020 cho Robert Lewandowski. Đây là điều mà tiền đạo người Ba Lan mong mỏi từ lâu và xứng đáng nhận được. Vì vậy, đơn vị tổ chức khả năng cao sẽ cân nhắc lại tình hình trước khi dành sự vinh danh cho Lewy. Real Madrid flex cúp trước trận đại thắng. Trước cuộc đấu với Alaves đêm qua thì Real Madrid đã có màn khoe cúp cực kỳ đẳng cấp. Theo đó, 36 chiếc vô địch La Liga của kèn trắng đã được đem ra sân vận động trước sự chứng kiến của 4 góc khán đài. Mọi chuyện sau đó còn tưng bừng hơn khi Los Blancos đè bẹp Alaves 5-0 để tăng thêm sự hưng phấn trong quá trình chạy đà trước trận chung kết Champions League. Borussia Dortmund ái ngại mức lương của Sancho.
Rất hài lòng với màn trình diễn của Jadon Sancho thời gian gần đây nên Borussia Dortmund muốn giữ chân ngôi sao người Anh. Thế nhưng khoản phí chuyển nhượng mà Manchester United đòi hỏi không phải là điều khiến đội bóng vùng Ruhr lo ngại nhất. Thay vào đó, mức lương cách xù mà Sancho nhận hàng tuần mới là thứ ngăn cản ngôi sao sinh năm 2000 ở lại sân Signal Iduna Park. Hiện tại, Manchester United vẫn đang san sẻ trách nhiệm trả lương cho Sancho. Nhưng nếu Dortmund muốn mua đứt cầu thủ này, các bên sẽ phải ngồi lại để tìm kiếm một con số phù hợp hơn với tình hình tài chính của đại diện Bundesliga. Kevin De Bruyne kiến tạo nhiều thứ hai lịch sử Premier League. Kevin De Bruyne chính là nút thắt mở ra chiến thắng đêm qua cho Manchester City khi có đường kiến tạo để Erling Haaland mở tỷ số. Đây cũng là lần thứ 112 trong sự nghiệp mà ngôi sao người Bỉ dọn cỗ cho các đồng đội lập công ở giải ngoại hạng. Đây là thống kê cao thứ hai lịch sử Premier League khi chỉ xếp sau con số 162 kiến tạo của Ryan Giggs. Với việc khoảng cách giữa trụ cột Man City với huyền thoại Manchester United vẫn còn khá lớn, thì không dễ để Kevin De Bruyne trở thành chân truyền hay nhất lịch sử của giải đấu. Paris Saint-Germain chơi lớn vì Kvitsa Kvaratskhelia. Paris Saint-Germain coi Kvitsa Kvaratskhelia là cái tên phù hợp để thay thế Kylian Mbappe. Do vậy, ông lớn của Ligue 1 đang cố thuyết phục Napoli bán chân sút 23 tuổi cùng với lời đề nghị hấp dẫn. Cụ thể, đội chủ sân công viên các hoàng tử sẵn sàng móc hầu bao 80 triệu euro cũng như đưa Randall Colo Muani đến San Diego Armando Maradona theo bản hợp đồng cho mượn. Thế nhưng chưa chắc Napoli đã muốn chia tay một trong những ngôi sao hay nhất đội nên kết quả của thương vụ trên vẫn là ẩn số. Ederson lại chấn thương. Thủ môn Ederson của Manchester City đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió khi liên tiếp gặp chấn thương. Ngay trong trận cầu đinh gặp Tottenham Hotspur đêm qua, ngôi sao Nam Mỹ đã bị thay ra sau tình huống va chạm. Mọi chuyện còn đáng chú ý hơn trong bối cảnh Copa America chỉ còn khoảng một tháng nữa là khởi tranh. Do vậy, ba lãnh đạo tuyển Brazil đang cực kỳ quan tâm đến tình hình chấn thương của trụ cột Man City. Emiliano Martinez lập kỷ lục đáng quên. Ngoài những màn cứu thua xuất sắc thì đôi khi thủ môn Emiliano Martinez cũng mắc các sai lầm khó tha thứ. Thậm chí nhà vô địch thế giới 2022 vừa đi vào lịch sử Premier League với một thống kê đáng quên sau bàn phản lưới nhà ở trận gặp Liverpool. Cụ thể, ngôi sao Nam Mỹ là thủ môn đầu tiên ở giải ngoại hạng có tới 3 lần đốt đền từ trước đến nay. Chắc chắn Emiliano Martinez không muốn gia tăng thêm thống kê đáng buồn trên nên cần tập trung hơn trong các cuộc đấu sắp tới. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Mùa giải đã bước vào giai đoạn kịch tính nhất và chắc chắn các thông tin bất ngờ sẽ xuất hiện liên tục. Do vậy, đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về thế giới bóng đá. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.